Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một cái hệ thống Redis Server. Thì như chúng ta đã biết á, thì Redis Server đó là một cái hệ thống nó dùng để xác thực cái thông tin username mật khẩu khi người dùng đăng nhập vào, và nó đảm bảo rằng là việc xác thực đó được an toàn. Thì cái bài tập này á, thì sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thức cài đặt và cấu hình Redis Server trên Windows 2003. Thì các bước chúng ta sẽ thực hiện đơn giản như sau. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành việc cài đặt và cài đặt một cái hệ thống Redis. Thì trên Windows cái hệ thống Redis nó gọi là Internet Authentication Service. Thì cái này chúng ta sẽ tiến hành để thực hiện vấn đề cài đặt Internet Authentication Service, chúng ta sẽ tiến hành theo từng bước sau. Đầu tiên chúng ta vào menu Start, Setting, Control Panel. Ở đây mình chọn vào mục Add or Remove Program. Trong mục này chúng ta chọn một là Add Remove Windows Component. Chúng ta chọn mục là Application Server. Chọn mục Networking Service Detail. Chúng ta chọn mục là Internet Authentication Service. Chúng ta nhấp OK. Và Internet qua. Thì quá trình nó sẽ copy file vào hệ thống. Và sau quá trình copy file xong thì như vậy chúng ta đã hoàn tất vấn đề cài đặt một cái hệ thống gọi là Internet Authentication Service. Bước kế tiếp chúng ta cần thực hiện đó là chúng ta sẽ thêm một cái Redis client mới vào cái hệ thống Redis server. Thì việc thêm một Redis client mới á, nhằm mục tiêu là sẽ cung cấp cái thông tin liên lạc giữa Redis server và Redis client. Thì nhờ vào thông tin này thì mới giúp cho cái hệ thống Redis của mình nó mới xác thực được thông tin, và những cái dịch vụ mà sử dụng Redis mới gửi yêu cầu tới Redis server để nhờ xác thực được. Thì các bước để thực hiện tạo một cái Redis client mới như sau. Để tạo một Redis client mới, chúng ta chọn menu Start, Program, Administrative Tool. Chúng ta chọn mục là Internet Authentication Service. Tại đây chúng ta thấy rằng đây là cái công cụ Redis Internet Authentication Service. Tại đây có rất là nhiều chức năng. Để thiết lập một cái Redis client, chúng ta chọn mục Redis client. Chúng ta nhấp chuột phải trên mục Redis client này, chúng ta chọn mục New Redis client. Thì khi New Redis client này, hệ thống yêu cầu chúng ta nhập một cái primary name. Primary name này chính là cái tên để mô tả cái thông tin của thằng Redis client khi có nhu cầu kết nối. Giả sử như mình dự tính là triển khai một hệ thống Redis dùng để chứng thực thông tin username mật khẩu khi người dùng từ xa sử dụng VPN kết nối vào, thì chúng ta đặt cái này giả sử như là VPN client, và chúng ta sẽ nhập vào địa chỉ IP của cái hệ thống mà xây dựng VPN server. Giả sử hệ thống xây dựng VPN server có địa chỉ là 192.168.10.100, thì đây là cái địa chỉ IP của thằng Redis server trên next qua. Ở đây chúng ta sẽ nhập thông tin về client vendor, chúng ta giữ mặc định là chúng ta sử dụng cái Redis standard, và ta nhập vào cái khóa một cái chuỗi bí mật được chia sẻ. Mình nhập vào cái chuỗi, và cái chuỗi này chúng ta sẽ được mô tả tại Redis client. Chúng ta next qua bước kế tiếp. Thì sau khi nhấp finish, như vậy chúng ta đã hoàn tất quá trình tạo một cái Redis client. Một cái bước thực hiện cơ bản đó chính là chúng ta sẽ thiết lập cái chính sách truy cập từ xa. Thì việc thiết lập chính sách truy cập từ xa này chúng ta sẽ xây dựng tại những hệ thống mà cần sự xác thực, hoặc chúng ta sẽ triển khai trên cái Redis này vẫn được. Thì để thiết lập cái chính sách truy cập từ xa, chúng ta sẽ chọn menu Start, Program, Administrative Tool, chọn một Internet Authentication Service. Tại đây chúng ta thấy một là Remote Access Policy, và chúng ta muốn thiết lập một chính sách, chúng ta nhấp chuột phải trên một Remote Access Policy này, chúng ta chọn một là New Remote Access Policy. Chúng ta next qua cái hộp bài Windows Welcome. Tại đây chúng ta sẽ chọn chức năng Use the Wizard to Setup và đặt cái Policy Name này. Giả sử cái chính sách này mình thiết lập là để chấp nhận cho phép một cái nhóm được phép thiết lập kết nối từ xa vào cái hệ thống thông qua Redis. Ở đây chúng ta đặt giả sử như là allow
allow group cho phép cái nhóm gọi là VPN client được phép kết nối vào. Và ta next qua cái bước kế tiếp. Tại đây chúng ta muốn là cái nhóm được phép VPN, chúng ta chọn tính năng là VPN và ta next qua. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái nhóm mà được cái quyền như vậy. Thì để mà để thêm một cái nhóm vào, thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái nhóm mới. Chúng ta sử dụng cái lệnh cơ bản để tạo nhóm VPN client để ta thêm một cái nhóm vào, và chúng ta sẽ cho phép cái nhóm này được những cái tài khoản thuộc về cái nhóm này sẽ được phép kết nối vào cái hệ thống VPN server và chứng thực cái tài khoản đó thông qua cái hệ thống Radar server. Mình sẽ chọn nút add, mình nhập vào cái đây là VPN client và mình chọn một check name. Nếu tên hợp lệ thì nó sẽ nhận chúng ta ok. Như vậy chúng ta sẽ cho cái nhóm là VPN client này và những thành viên trong nhóm VPN client này được phép kết nối vào hệ thống và xác thực cái thông tin tại Radar server. Chúng ta authentication method chúng ta giữ mặc định thông tin, và vấn đề về chính sách bảo mật chúng ta giữ mặc định, chúng ta finish. Như vậy chúng ta hoàn tất được việc thiết lập một chính sách truy cập từ xa, tức là cho phép những cái tài khoản thuộc nhóm VPN client được phép kết nối đến và chứng thực thông tin tại Radar server. Như vậy chúng ta đã hoàn tất được một số cái bước cơ bản, cài đặt, tạo mới một VPN client và thiết lập một chính sách truy cập từ xa khi làm việc trên Radar server. Thì đó là toàn bộ cái bài thực hành của chúng ta. Thì chúc các anh chị thực hiện thành công.